Nào, cả nhà mình rô một cái nhá. 1, 2, 3, rô. Anh ăn đi. Ngon không các con? Ngon. Ăn nhiều vào nhá. Chính ra nhà mình là hạnh phúc nhất anh ạ. Con cái đông vui, thỉnh thoảng chỉ chóe nhau lại hay. Mình có lúc không hiểu nhau, rồi cãi nhau, nhưng đến cuối cùng vẫn là yêu thương nhau mà. Hai đứa, dạ. Mẹ có một nhiệm vụ tối mật dành cho hai đứa. Gì thế ạ? Các con có yêu mẹ không? Có. Có yêu bố quý không? Có. Mẹ cũng rất yêu bố quý, cho nên hai đứa giúp mẹ thơm bố một cái cho mẹ. Ok không? Vâng ạ. Nhanh 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 nhanh. Đấy, đúng rồi. Rất nhiều ạ. Ôi ôi. Mẹ thơm cái nào. Xin lỗi bố quý nhá. Thôi, không nói nữa. Chuyện qua rồi mà. Anh ấy có gì thì phải nói với em. Vợ chồng với nhau mà cứ giấu giấu riêng riêng thế à? Anh biết rồi. Với em, tiền quan trọng thật, nhưng em không phải kiểu người làm bất chấp. Em chỉ muốn chồng em được trả công xứng đáng với những gì anh làm thôi. Anh hiểu mà. Mọi thứ em làm vì gia đình này, mà em biết anh cũng thế. Thế nên bây giờ không được giấu giếm em đâu. Có gì cũng phải nói. Nếu việc đó không hại đến anh, tốt cho gia đình mình, em không bao giờ phản đối đâu. Thật ra anh vẫn còn một điều chưa nói với em. Anh còn chuyện gì giấu em à? Sao? Có chuyện gì nói em nghe. Chị Mận với thằng An đang ở trên này đấy. Thật á? Chị lên từ khi nào? Ai đưa lên ạ? Anh. Anh nhá. Nhiều mơ ước em không biết đang nơi đâu. Vài cuộc vui anh cũng nghĩ nên để sau. Anh biết điều ngọt ngào đôi khi chẳng có tên. Đường về nhà
sóng gió phía trước vẫn đương đầu, đã có những lời nói